Chào các bạn. Chào bạn. Giống như lời hứa, ở trong video làm cái bè trôi sông đợt rồi thì mình có nói trong video tiếp theo sẽ tổ chức 24 giờ sinh tồn trên bè. Trong cái clip này các bạn có thấy điều gì đặc biệt không? Đó chính là chỉ có nam thôi, không có nữ. Có hai lý do khiến cho team mình không thể tập hợp đầy đủ để thực hiện video này. Một là vì số lượng áo phao chỉ có 6 cái thôi, cho nên là chỉ đủ cho 6 thành viên nam nè. Còn lý do thứ hai nữa cũng rất là quan trọng, đó là mình sẽ chuẩn bị dụng cụ để sinh tồn 24 giờ trên bè. Vì thế mà nếu mà 12 thành viên leo lên trên cái bè thì chỗ nào để mà mình để đồ rồi để liều này kia cái nọ để ngủ trống nữa. Chị yên toàn là trên hết. Áo miếu thì mặc áo đi, tôi body 60 lực lượng không có ngại ở trần. Bữa hổm trong cái bè chỗ đây bị hiu che, hay giờ mình mua dáng mình đóng lại đi. Chiều dài 1m6, chiều rộng là 44cm. Giờ mình đi đặt dáng đây. Bán dáng đi chú ơi. Bán dáng chú ơi. Miếng dáng dài 1m6, rộng 4 tấc. Nè 4 tấc nè. Hai miếng 4 tấc nè. Dạ cho con trả tiền. Ừ. Cảm ơn chú nha. Rồi. Cho con dáng về nha các bạn. Rồi rồi rồi. Cô chú về. Ồ. Cô chú về. Cô chú về. Đi ra nè. Cô đi ra chỗ về. Giờ mình sẽ đóng đinh nha. Chỗ đây nó bị dư mình sẽ cưa ra. Anh Ngáo lấy cây cưa ra cưa chỗ vẫn dư. Ừ. Giờ mình sẽ cưa cái phần dán này ra. Ông ơi, cái dán này nó dày dữ rồi. Một miếng. Miếng thứ hai. Đóng cái dán này hồi bọn mình sẽ dẫn cái lều trên đây nha. Mày tránh ra đi, lần này tao chặt không rảy tao làm con mày. Nhìn nè. Ghê chưa? Lần này đã có tiến bộ rồi đó. Bán con cụ lưới dân cá chú. 75.000 một tay. 75 không chú? Do cái clip sinh tồn không thể nào mấy anh em ở ngoài nắng hoài được, vì thế mình quyết định là bung cái lều để trên cái bè này luôn nha. Được ha. Mình quyết định là buộc cái lều này lại, không thôi đang ngồi trong đây nè, gió nó thổi bay hấp cái lều lên không trung luôn các bạn. Mình sẽ cột chắc 4 cái chân lều vào cái bè, cột thiệt là chắc luôn. Giờ cho bả số 1 tới cái lều cũng không bay nữa. Xong, bây giờ mình sẽ đem đồ ăn lên và dụng cụ để hoàn thành cái hướng đất này. Đây là cái nóc lều, giờ mình đậy lên cái mái này nè, đặng che mưa che nắng. Mình sẽ lấy lạp với lưới để đánh mắt cá. Lấy nước xuống uống, thiếu nước mà mệt á. Trái thì em dùng cho mấy bữa ăn chính. Để đồ ăn thức uống lên đây. Nè, đem vô trong nha. Đã cho ý rồi. Lớn này nha. Bánh này nè. Hên quá có cái móc. Không thôi cái lưới này bị gối. Team mình bưng bè xuống sông nha. Càng nhiều rồi cũng càng ngắn. Mỗi lần hạ thủy là rất là cực khổ nha các bạn. À, leo lên đây. Dép leo luôn anh Vịnh. Ừ. Leo lên, leo lên. Lên đi Vịnh cho. Ừ. Rồi. Lên đi Ngọc, lên đi Ngọc. Nước này đứng nè, tụi mình muốn bơi đi đâu tụi mình bơi à. Bữa nay làm clip sinh tồn 24 giờ mà. Khi nào đói bọn mình giăng lưới bắt cá ăn. Clip này chơi lớn một lần luôn. Để xem các bạn có trầm trồ khen ngợi không. Mấy gài á, kênh con nít không được YouTube đề xuất bởi vậy view ít lắm. Các bạn nhớ vào kênh Tony TV để nhận những clip mới nha. Thường thì 1 tới 3 ngày anh sẽ ra clip à. Các bạn nào đang xem video này mà chưa đăng ký hãy nhấn vào đăng ký, nhấn vào cái chuông luôn. One hour later. Bộ mình chơi cũng nãy giờ khoảng được 1 cây số đó các bạn. Hên nhà giữa sông có cái cây. Bộ mình sẽ nghỉ ngơi và ăn trưa đây nha. Lấy gì bè cuộc cái bè lại, không thôi nó trôi à. Thế mình quyết định ngồi đây ăn trưa nha.
Đổ cháo ăn chưa đây? Rồi, mình có đem theo cháo yến nha mọi người. Cháo yến Việt này có nhiều chất xơ, tốt cho đường tiêu hóa, vitamin B1, B2, B6 giúp các bạn thông minh hơn. Cháo yến Việt này được xấy theo công nghệ của Nhật Bản, không sử dụng bột ngọt và chất bảo quản. Cháo nó sôi vô ăn chưa? Cho em xin miếng luôn. Em miếng luôn nhá ơi. Rồi, cảm ơn anh nhá. Em miếng anh nhá. Được rồi anh nhá, được rồi. Ok. Chiều nay dân lưới mà không có cá là tim mình nhịn đói luôn á. Mình ăn xong mình rửa chén nha. Vũ Hành ơi, kéo ông Đại lên để hoang cá sấu nó ăn. Đại nó bị bệnh máu nhiễm mỡ nữa. Nhìn lên, cá sấu ăn thịt mấy bây giờ? 5 minutes later. Bọn mình bơi vào trong này văng lưới nha. Rồi, đưa lưới đi Quang ơi. Nè nè. Cầm nha. Cá lư trốn chỗ mấy lục bình lắm các bạn. Các bạn văng một chút là có cá nhiều lắm. Cường ơi, cái lưới dài dài ra 2 giờ chiều đó. Chiều nay mà không có cá ăn là tối nay nhịn đói. Văng lưới là nghề của chàng. Sau này mình có ghệ, ghệ mình khỏi sợ không có cá ăn. Quăng 2 cái lợp anh Ngáo ơi. Đặt lợp là chuyện nhỏ. Các bạn đặt lợp là phải đặt trong bụi lùm á mới có cá nhiều. Rồi. Phủ lục bình lên. Xong, vài tiếng sau quay lại thăm cái lợp. Giây phút quan trọng đi hâm lưới. Chứ dở cái lợp hồi sáng tụi mình đặt nữa. Coi có cá không đi. Có dính cá không Thành? Trời ơi không có dính cái gì hết á. Để coi lợp bên đây coi. Có dính không? Không. Dính được con cá gì? Tụi bay thăm dính được mấy con cá vậy? Ôi, dính con cá lồng tông các bạn ơi. Hên quá rồi. Gỡ ra. Cá là cá gì Ngọc? Mới dở lưới coi nè. Mình văng lưới dính cá gì nè các bạn? Nó giống hệt như là con cá liềm kềm vậy đó. Nhưng mà nó cứng ngắc như khúc củi vậy. Không có ăn được các bạn. Nó nè. Đó. Thôi mình thả nó đi nha. Giờ mình mặn thịt con cá tra ăn nha mọi người. Cháy rồi, cháy rồi, cháy rồi. Đây là con cá lồng tông. Con cá này mình sẽ ăn nha. Team mình 7 người mà ăn có con cá chê nhỏ xíu à. Bình thường ăn đầy đủ quen rồi, giờ làm clip sinh tồn, ăn thiếu thốn khó chịu quá. Thôi chết, con cá lọt dưới khe rồi. Gọi gọi nó khét luôn kìa, lấy ra nhanh, lấy ra nhanh. Thôi thôi thôi. Mấy đứa im lặng cho anh đọc chú giảng sanh cho con cá này đi đầu thai sớm. Trời ơi con cá này thơm quá các bạn ơi. Con cá này thơm quá, để tối mình đọc chú sao nha các bạn. Giờ mình sẽ ăn con cá trước cái đã. Bởi vậy Ngáo cũng chưa có được. Chiều rồi ăn cháo tiếp với lại có cá ăn nữa. Giờ mình sẽ ăn coi. Dở cái da lên. Trời ơi quá trời hình luôn nè. Sớm đi sinh tồn quên đem đũa heo, giờ phải ăn bóc. Thử miếng ha. Ngon. 5 minutes later. Văng lưới ít cá quá cho nên team tụi mình ăn không đủ. Nếu cần quyết định là văng từ bờ bên này nè tới bờ bên kia kìa các bạn. Văng hết cái lưới 70 mét chiều nay mà không có cá là thôi luôn rồi. Tắm rồi chơi rồi lên đây nghỉ mệt, ai dè ngủ quên luôn các bạn. Bây giờ là 5:43 rồi nè. Cái gì hơn 5:30 hả? Đi xuống dưới kiểm lưới chứ không tối không thấy đường đó. Đi thăm lớn, đi thăm lớn. Rồi, đi thăm tướng lẹ không thôi, trời tối, không thấy đường. Ờ, mấy con cá bự nó làm gấp lưới trơn rồi các bạn.
lỗ chà bá không nè. Trời ơi, không có rồi. Không có con nào luôn ta. Ôi, dính được con cá lồng tôm rồi các bạn ơi. Dính được con nữa là ba con cá lồng tôm nha. Mở nó làm sao đây? Dở nó lên đi. Nãy giờ dính. Ôi, dính đá luôn của Phi nè. Bữa giờ ná luôn. Nhưng mà nó chết rồi, ăn chẳng được. Chứ đi đủ lúc bụng tim mình rồi đó. Nói chung là mấy con cá này nó dính lưới á, xong khoảng vài tiếng là nó chết à. Cá bự cá nhỏ thì cũng chết hết trơn á. Giờ dính cá xấu rồi chắc còn sống. Trời ơi, đang quẩy dưới sông nữa. Đây để kiếm kìa. Đây. Bạn Cường hồi sớm văng cái lưới dài đâu 60-70 mét. 70 mét anh Vinh à. Sớm giờ dính khá bộn cá lồng tông rồi đó. Mấy con cá bự á, thì thường nó làm lủng lưới hết trơn. Tại cái lưới này không phải là lưới văng cá bự. Lưới này là dạng lưới văng cá rô phi, cái lồng tông này kia thôi. Nguyên một bầy luôn nè, chứ mấy con này đang đi chơi hay gì nè, rồi dính nè. Đó. Rồi. Ok ha. Tối nay à, con ăn hết sợ đó rồi các bạn ơi, cá một đống luôn. À. Một con. Để đây nha mọi người. Cá lồng tông anh Vinh nè. Rồi. Cá lồng tông nè anh Vinh. Còn nữa mà, nhiều cá lồng tông lắm mà. Dính nó kìa anh Vinh. Mình đang cuốn lưới, trời cũng đang chuyển mưa rồi, cuốn lưới xong bọn mình vô liền tối. Rồi. Giờ leo lên bè ăn tối nha. Leo lên đi qua. Leo nhanh đi. Rồi nhanh. Gửi chân xuống cái đó. Ừ. Đó, gửi chân lên bè nha. Bỏ đèn lên nè. Bỏ đèn lên. Bỏ đèn lên. Xí chân luôn. Xí chân luôn các bạn ơi. Rồi lên đại. Em lên cái nhỏ luôn. Nhẹ quá mà. Không quen rồi. Không quen. Xí chân, xí chân. Đây ăn cái đèn nữa nè, đây ăn cái nữa nè. Rồi bật bếp ga lên, dặn bình ga vô nướng cá ăn nè. Rồi dặn đi đây. Lẹ đi mập đất. Trời ơi. Bật lên. Đó. Lên. Đó. Mấy con cá đâu, mấy con cá đâu nè. Cá này, cá này em mặn nha anh Vinh. Dạ, cá qua. Cá này em đi mặn. Rồi mặn sơ sơ thôi. Dạ. Cá lồng tông vô nè. Đẩy mấy con cá lồng tông lên trên này. Rồi đường anh nhé, xả ra. Wow. Mấy con cá này nhỏ nhỏ nướng mới ăn ngon nè. Nó giòn cái thảy vô miệng nhai cái một à. Không sợ xương luôn. Ừ. Xương nó giòn thấy luôn, nhai không có sợ bị mắc cổ. Cá rô phi của Tiểu Cường đâu rồi? Dạ, Tiểu Cường đang làm con cá rô phi này các bạn. Tối nay no nóc rồi. Anh nhìn nướng cá đi. Biết rồi, đang nướng này nè. Mấy con bay ăn không mà, mấy con bay làm ít, bay ăn nhiều. Nhất là thằng Lập này nè các bạn. Sáng giờ nó bắt có con cá lồng tông mà nó ăn đâu có 10 con rồi đó. Mới quá trời luôn, từ trong lụm bay ra nè. Giờ đóng cửa lại. Thấy mình trong sáng, ba vui chết quá trời luôn các bạn ơi. Lên Ngọc. Kéo. Lên, xong lên. Giờ đố con mũi nào bay vô đây chích được. Thôi mở mở ra đi. Mở ra đi. Cố nằm nghe thở. Mình gấp cá lồng tông ra nghe bạn. Mấy con nó khét nữa. Con hạnh phúc quá các bạn ơi. Những con cá mà mình bắt được mình đem đi nướng ăn nè. Mấy cá lồng tông này ngon nha. Ăn nè. Quá trời ngon luôn rồi. Đâu có ăn cái gì cũng ngon hết trơn á. Đúng rồi á. Chở cá rô phi. Cá ngọt ngay luôn. Cá sông mà các bạn. Bữa nay nói chung là ăn không có đầy đủ. Nhưng mà sống được. Sinh tồn mà, sinh tồn sao ăn đầy đủ. Hợp lý không? Hợp lý. Ten 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 ten. Hiện tại là 7 giờ 55 phút rồi. Tối thui luôn, chỉ còn tim bọn mình ở trong cái lều trôi trên sông thôi. Từ sớm tới giờ thì theo như mình đoán là trôi cách nhà mình là khoảng 4 cây số rồi đó mọi người ạ. Và bọn mình đang đóng đô, buộc dây nó ở một cái gốc cây xoài. Đấy. Và cả team đang sinh hoạt buổi tối ở trong này đây. Bạn nhìn thấy nè. Đây nướng cá. À, nướng cá rô phi ăn rất là bá đạo luôn. Và video này phải nói nó vất vả. Nhưng được một cái là trải nghiệm thực tế. Kết thúc được rồi. Pin nó cũng còn lại có 2% thôi. Hẹn gặp các bạn những video tiếp theo nha. Bye. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông luôn để ủng hộ team mình nha. Hổm gà kênh của mình nó đang bị mất đề xuất. Mặc dù không được YouTube đề xuất nhưng mà 2 đến 3 ngày bọn mình sẽ ra clip. Các bạn nhớ đón xem nhé. Bye bye.